Chúng ta về một cái dòng đoạn gì thứ nhất mini 106 với hôm qua mẹ bảo tôi như hoa sữa nhà nàng được trả thương đại ngàn họ cô bác đều nên nhà nàng hai dùng tôi mò hoa thắm chưa tàn nụ hoa còn tiền huy hoàng chắc nàng chưa hiểu tình tôi. Trăm ngày sau khi nó nhau, tình người đã không phải nhau. Đêm vui vì vui hương, mùi hoa sớm về vàng, hoa tình yêu già hơn. Một trời im tim thơ thắm, nhà người nhà tôi tình thật biết vô vàn. Làm sao nàng ngờ buồn đêm mình tôi dưa dài. Làm sao nàng ngờ buồn đêm mình tôi dưa dài.
Vâng, chúng ta vừa đến với chiếc loa JBZ mini, dòng loa kéo di động siêu nhỏ mini nhé, với bass chỉ 16 cm thôi, 16 cm, và có thể di chuyển sách kéo đi đeo đi đâu cũng được, mang theo mình nhé. Dòng này giá rất rẻ tại shop điện máy số.com nhé. Liên lạc với shop qua số hotline 0901 656 888 nhé, hoặc qua website của bên điện máy số.com. Bạn có thể check giá, xem giá tại đây. Dòng sản phẩm thì có nút volume tổng này, và nút bass, nút tree và nút echo, nút tăng âm lượng mic, micro có dây, bình kết cổng cấp kết nối bình ngoài, đây công tắc tắt mở nguồn, cổng thẻ USB và thẻ nhớ bên cạnh, đây nút mod, nút chuyển loa online trở thành loa Bluetooth, nét qua bài trở về bài trước. Vâng, cảm ơn quý khách đã theo dõi video tại shop điện máy số.com nhé. Hãy đặt hàng, chúng tôi sẽ ship hàng trên toàn quốc cho quý khách, yên tâm bảo hành chu đáo. Hãy đăng ký kênh điện máy số.com trên YouTube để theo dõi những video tiếp theo của shop.